Tin Vatican, Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 hồng y mới. Sau khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố rằng giáo hội sẽ có 14 hồng y mới. Các ngài sẽ được tấn phong hồng y trong ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6 sắp tới. Đức Thánh Cha đã bất ngờ công bố danh sách các tân hồng y mà không hề có trong văn bản soạn trước cho buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, việc tấn phong các tân hồng y cho thấy đặc tính phổ quát của hội thánh và để công bố tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên khắp thế giới. Như vậy, ngay tại thời điểm Đức Thánh Cha công bố quyết định này, hồng y đoàn có 213 thành viên, trong đó có 115 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là các hồng y cử tri có quyền bầu giáo hoàng theo luật định.